Nghệ, bà con ta biết củ nghệ hết phải không bà con? Nghệ là nó rất tốt cho sức khỏe, nó tốt cho người ăn nghệ vô cùng khi ta ăn nghệ, bà con ạ. Nhưng mà có riêng một số người và một số bệnh ở đây vui lòng đừng ăn nghệ, bởi ăn nghệ nó không tốt gì cho sức khỏe cả, mà làm cho bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con, không tốt gì cả. Đó là những người và bệnh thế này bà con ạ. Đó là bà bầu, phụ nữ đang cho con bú, bệnh thiếu máu, trào ngược, dạ dày, tiểu đường, huyết áp, sỏi thận, sắp phẫu thuật thì ngưng ăn trước 2 tuần. Đó là nghệ nha bà con. Chứ nếu bà con ăn vào thì nó không tốt gì cho sức khỏe, bản thân không tốt gì cho căn bệnh bà con à. Nghệ những người không nên ăn là phụ nữ đang cho con bú, bà bầu, bệnh thiếu máu, trào ngược, dạ dày, tiểu đường, huyết áp, sỏi thận, sắp phẫu thuật trước 2 ngày là không nên ăn. Sắp phẫu thuật trước 2 tuần là không nên ăn. Trước phẫu thuật 2 tuần là không nên ăn. Đó, bà con chú ý bà con ơi, nha bà con. Đó, còn ngoài ra là nghệ nó tốt cho sức khỏe, nó tốt vô cùng cho não, tốt, chống lại mất trí nhớ, tốt, tốt cho tim, mạch, tốt, chống viêm, giảm căng thẳng, chống oxy hóa trong cơ thể, giảm lo lắng, tâm thần, tốt vô cùng bà con ạ. Nghệ nó tốt cho sức khỏe là nó tốt cho não, chống lại mất trí nhớ, tốt cho tim, mạch, chống viêm, giảm căng thẳng, chống oxy hóa trong cơ thể, nó giảm được lo lắng nha bà con. À, bệnh tâm thần thì giảm được tốt. À, cho nên mong bà con ta chú ý, không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được, dùng bao nhiêu cũng được, chỉ nên dùng nghệ tối đa là 3 gram. Ví dụ nặng 50 kg thì không quá 150 gram. Đó, một người là cứ trọng lượng của mình là 3 gram cho 50 kg, 150 kg, 50 kg thì 150 gram. Chúc bà con ta sử dụng nghệ, ăn nghệ vui vẻ, mạnh khỏe bà con ơi. Xuống.